Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận hai cái token PF Fly tương đương với 4 đô la. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, chọn Continue. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ nhập cái kết quả của phép tính này vào đây. Ok, tiếp theo thì sẽ làm cái nhiệm vụ join vào Telegram này. Mọi người sẽ join này, tiếp tục quay trở lại, sau đó thì follow Twitter. Chọn theo dõi này, rồi quay trở về. Tiếp tục mọi người sẽ join vào Medium, và để join được vào Medium thì phải mở VPN này. Mọi người sẽ bật VPN nhé để fake cái địa chỉ IP. Rồi sau đó quay trở lại và join vào Medium. Rồi, kích chọn follow. Ok, sau khi follow xong thì mọi người có thể tắt cái Medium này đi. À, tắt cái VPN đi nhé. Rồi, quay trở về bot. Bấm chọn don. Rồi, tiếp theo sẽ nhập username của Twitter. Rồi, sau đó thì sẽ nhập username của Medium. Rồi, chọn don. Tiếp theo thì mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví mạng chôn nhé. Thì ở đây mọi người có thể lấy ở trên ví chớt cái mạng chôn, hoặc có thể lấy ở trong ví chôn link. Thì mình sẽ lấy ở trong ví chôn link. Rồi, mọi người sẽ copy địa chỉ ví chôn này. Rồi sau đó quay trở về bot, dán cái địa chỉ ví chôn vào đây. Rồi ok mọi người, thì với cái dự án này thì nó sẽ phân phối cho mọi người vào ngày mùng 5 tháng 8 nhé. Và như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.